Ta đi con, ngủ quá trời ngủ rồi, trời ơi trời, gan đứa gì đâu mà ngủ dữ vậy trời, ngủ quá trời rồi. Đi để sư phụ đắp mền cho con ngủ ấm quá mà sư phụ ha, ngủ đắp mền cho con ngủ ấm quá, ngủ đã luôn á sư phụ, ngủ đã luôn giờ cũng mới tóc mền ra đó sư phụ. Đi rồi, đi tiểu thay đồ, đi không, đi 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 quá trời ngủ luôn, đây nắng ấm rồi, nắng lên rồi nhưng mà tuyết nó chưa tan hết. Đi con, đi cục cưng ơi, xe xe đi, lẹ lên, đi ra tư tiểu đi con, nó tiết ra tan rồi, đâu rồi, đi lẹ lên, lẹ lên, lẹ lên, chạy lòng cầu đã không, đi đây là sư phụ thay đồ nghe, sư phụ thay đồ cho con nghe, đi, mới nó lạnh quá mặc đồ dơ hết con ha, rồi, quên đi đi, đi đi, tiểu tiêu thì đi nghe, đi đi, đi đi, đó, giỏi quá. Giỏi, sư phụ lấy đồ thay cho nghe. Bữa nay tuy vậy cái gió lạnh nha quý vị nha, tuy vậy cái gió lạnh. Rồi đi đi con, tiểu ơi. Rồi, tuyết của đây vẫn chưa tan hết. Tuyết chưa tan hết. À, tuy vậy mà ra ngoài gió lạnh nha, gió lạnh thấy không, trắng hết trơn ha. Chưa tan hết sao làm như có cái nhà tôi nóng nhất người ta, tự nhiên cái nhà tôi nóng nó tan à, thấy không, tôi nói nhà là có mấy miếng à, mấy miếng tuyết à. Sao giỡn không, cục cưng phái quá giỡn phải không, nó coi cái nó giỡn kìa, nó giỡn tiếc kìa, thấy không, thấy quá giỡn phải không, được chưa, ha, đi giỡn cỏ cho con gì nó cắn chứ mà không nữa đi. Được chưa, được chưa, được chưa, được chưa, lạnh lạnh lạnh. Có về thăm nhà không, lạnh quá ha con ha. Lạnh quá sư phụ ơi, tiếng nó dính trên ngon, lạnh quá sư phụ ơi. Lạnh quá sư phụ ơi, ở ngoài chơi con, ở ngoài chơi, ngoài chơi nó không khí, ở ngoài chơi nghe, nghe ở ngoài chơi, ừ đúng rồi, ngồi đi cho lại chấm con. Đó, hãy dục đi, hãy dục, hãy dục, hãy dục, thôi, ở ngoài vô nằm ngủ hoài. Rồi, rồi, vô.
Nghe lạnh nghe. Anh quá chứ phụ anh. Anh quá chứ phụ anh. Chứ phụ anh. Quá chứ phụ anh. Anh dâu của chứ phụ anh. Rồi. Anh dâu chứ phụ anh. Mà không dâu đâu. Mà không dâu chứ phụ anh. Cứ tôi giỏi lắm á chứ bộ anh nghe. Mày không cân cho được hay con hen. Vậy mà không cân cho được phải không? Cứ ngoan mà. Ngoan mà. Bây giờ xe xe dọc tiết nha. Sơ sơ phụ đi dập tiết thử coi lạnh không nha. Đi đi đi, hai thịt lộn ra dập tiết kìa. Nè. Nha. Thầy trò mình đi dập tiết chơi. Em sơ sơ hỉ. Sơ sơ sợ không? Sơ sơ sợ tiết không? Sơ sơ chạy vô tiết coi dập thử coi cho sư phụ coi coi. Thế sẽ sợ không nè? Sợ tiếc không? Không, chạy vô, chạy vô. Chạy ra, sao lạnh ta? Chạy ra vậy con? Sao giờ lạnh quá hả? Lạnh quá, lạnh quá. Lạnh quá, chạy quýnh đuôi luôn. Lạnh quá chạy quýnh đu luôn. Quýnh đu biết sao lạnh quá luôn. Đó cho bà hết vậy cho nó hết đóng lên cỏ. Đó. Đồ đi chơi. Lạnh quá. Về hay đi chơi? Hả? Ai sợ rồi, nó chẳng động có tiếng hết, sợ rồi. Thôi sư phụ đi về nha. Sư phụ về. Lạnh quá, lạnh quá. Trời ơi, trời ơi. Chết rồi, chết rồi, gió lạnh đông rồi. Giờ là 27 độ quý vị ơi. 27 độ là từ còn nhiêu? 27 từ 34. 27 từ 34 chia đôi. Là 3 trừ 3 độ rưỡi, trừ 3 độ Việt Nam á. Lạnh quá trời vô. Trời ơi. Lạnh gì mà tay chân luôn đó. Gió lạnh khiếp luôn.
Lạnh quá, lạnh quá. Tất cả xe xe nó đau mất tiêu rồi nha. Em nhớ đường nó về không? Hôm nay tản rồi, thấy tiết tản rồi. Thôi phái cỏ lắm. Rồi ra khói chút thuốc luôn rồi nè, thấy không? Nó chịu ra khói chút thuốc luôn. Cái nó nhớ được nó về không? Xe xe nó mất tiêu rồi. Đâu rồi? Đâu hả? Tưởng đâu đi luôn rồi chứ. Tưởng đâu có cô đi luôn rồi chứ. Không ngờ cô nhớ đường về hết ta. Tưởng đâu cô đi luôn rồi chứ. Lạnh quá chứ, lạnh quá. Lạnh quá teo quá chân luôn rồi. Tưởng đâu xe đi luôn rồi chứ. Tưởng đâu bỏ tôi phụ luôn rồi chứ. Lạnh quá ha con. Ráng đi con, ráng chịu lạnh đi con. Ráng chịu lạnh đi con. Nghe không? Chịu lạnh đi con. Con ráng chịu lạnh đi xe xe ơi. Ráng chịu lạnh đi xe xe ơi. Ráng chịu lạnh đi nghe. Bây giờ leo lên bàn rồi đứng nghe. Ừ. Đó. Chịu lạnh đi. Đây ba chân nè. Ba chân cái thật chấm nè. Nghe không? Rung quá rồi. Chứ bộ thải có vô tiết mà. Bộ thải có vô tiết có mạnh quá. Mấy cái giò con phải chịu nổi tiết phải không? Mạnh quá. Chứ bộ chơi à. Bộ thải có vô tiết gì thế hè. Mạnh quá rồi. Mạnh quá rồi. Mạnh quá rồi. Rung rồi, rung rồi. Rung rồi, rung rồi, rung rồi. Rung rồi. Mà chơi cũng khôn nữa, chơi cũng để cái giò như cái tay của ta đó, chơi khôn vậy đó, chơi khôn vậy đó, chơi để cái bàn tay vậy đó, đó, khôn vậy đó, mạnh quá mà hứa, quá trời ơi, mạnh quá, ào ơ, ào ơ. Chưa? Nó gắt nợ con không?
áo nữa nè. Đi tắm không? Giờ đi tắm nổi không? Giờ mà cái bộ tắm này con chết liền hết rồi. Cái bộ tắm này con chết liền đó. Con bể phổi chết liền hết rồi. Cái bộ mà đi tắm nó con bể phổi chết liền á. Nghe không? Đứng để dọn đây là cái tắm nè. Giờ lại đây. Giờ đó, cái tắm theo. Ngộ mà giờ đi tắm là con chết liền. À, để bốt cái lên luôn, để bốt cái giờ lên. Đúng rồi, rồi để lên. Cái gì nữa. Ngộ mà tắm là con chết liền á. Nghe. Ngộ mà tắm là con chết liền á. Đứng đó nghe, nhảy xuống là bé gãy chân nghe. Đứng đó đi, nhảy xuống là chết liền đó. Đứng đó. Đó, gãy chân liền đó, đứng đó đi. Giờ này mà sư phụ tắm là con chết liền đó sư phụ ơi. Nghe không? Sang lắm á, ta không có màn ta đắp. Màn bự vậy nè. Nghe không? Đó, ấm không? Ấm chưa? Ấm chưa? Nghe không? Không ai bằng người không đủ cái người đắp màn thấy không đứng không ghép bộ cả đêm còn ghép nữa đó thích con canh cho tôi ngủ á ừ, cái... mày thích mày làm tao ngủ được tao tao thích tao cho mày cũng không được luôn ai biểu không? Giờ sư phụ ngủ là con thích canh cho sư phụ ngủ á. Con đi lọc cọc tới hồn con sư phụ ngủ chưa? Chứ con nói sư phụ thích con chạy về chỗ con á. Ấm không ạ? Ấm quá chị nha. Ấm quá, ấm luôn nha. Đâu rồi, cái áo đâu rồi? Lấy áo ra. Đây nè, đứng lên đây. Đứng lên. Đó, đeo lên đó, rồi, chồng lại. Chồng lại. Ấm quá. Ấm quá, trời ấm như em bé vậy nè. Ấm như em bé vậy nè, bồng như em bé vậy nè. Ào quá. Trời ơi. Ào quá. Trời ơi, giống như em bé vậy trời. Ào quá. Phải. Phải. Đầu chim đa đa, đậu nhánh đa đa. Chồng gần cho em không lấy, để lấy chồng xa. Mai sao trai yếu mẹ già. Chén cơm đôi nữa, một kỷ trà hai dân. Phải. Tao đi em bé vậy nữa. Lấy dây cột lại để em theo. Lấy dây cột lại luôn. Đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn tỏ đèn Mỹ Tho ngọn tỏ ngọn lua rồi ngọn xanh ngọn đỏ đèn Mỹ Tho ngọn tỏ ngọn lua phải đúng rồi phải rồi thấy không
con nằm đây nghe, con nằm đây cho nó ấm nghe. Sư phụ ra sao sư phụ nấu nước nha, nấu nước chim trà uống nghe, nằm đây nghe, nằm đây nghe đừng đi đâu nghe, nằm đây đi sư phụ đi giặt đồ cho con nghe, nghe không? Nằm đây nghe rồi, không có đi đâu nghe, nằm đây nghe. Nằm đó đi nghe không? Ấm mày nằm nó ngủ cho đã đi. Sư phụ nó giặt đồ, giặt đồ cho con nè. Bên nay còn tuyết, mai không có mốt tuyết nữa rồi, mốt tuyết đầy hơn nữa. Nằm ở đi ra làm chi, nghe không, làm cho ấm đi. Cái em bé đi chơi đồ, đồ chơi quá trời. Cũng vui hết quý vị ha. Nói chứ nó có nó cũng vui vui. Lỡ rồi nuôi luôn đi. Có nhỏ cũng vui vui. Chứ giờ con ha. Có con sư phụ cũng vui vui. Sư phụ cũng vui vui ha. Ha. Mẹ nó chết luôn. Con cũng vui vui. Thôi đi vô. Lạnh quá đi vô. Cho đi vô nha. Rồi để vô ấy, để vô ấy. Nấu nước. Pha trà đó. Ê. Nào là đọc sách trễ, nào có giảng, chiều giảng, đọc sách trễ, đâu được trễ, lạnh quá, lạnh mà không xuống nhà bếp nổi luôn á quý vị ơi. Rồi vô đó đi con, vô đó nằm đi, sư phụ giặt áo, sư phụ xuống bếp, rồi, ha, rồi.